Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Đông Linh. Chúng ta tiếp tục với các bài tập của Unit 4 các bạn nhé. Và chúng ta vẫn đang ở cái phần A, phần Schedules đó. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 4 rồi. Trong video này, chúng ta sẽ làm bài tập này. Bài tập này đó, là người ta đề nghị mình là hoàn thành cái đoạn văn. Đây, cái đoạn văn người ta chừa những lỗ trống này. Hoàn thành cái đoạn văn và sử dụng cái hình thức đúng này của những động từ trong ngoặc. Nhưng mà hình thức đó phải ở dạng thì hiện tại tiếp diễn này. Đó, sử dụng cái hình thức đúng của động từ nhưng ở hiện tại tiếp diễn trong mỗi cái ngoặc này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đó, tất cả những trong cái ngoặc này, ngoặc đơn này đều có những cái động từ và việc chúng ta là viết nó ở dạng hiện tại tiếp diễn. Và câu đầu tiên là người ta đã làm cho mình rồi này. Đó, câu đầu tiên đã được làm cho chúng ta rồi. Thế thì các bạn nếu mà đã học cái Unit 4 á, thì hiện tại tiếp diễn á, thực ra á, thì trong Unit 4 á, thầy cũng có làm việc, thầy cũng nói sơ bộ qua thì hiện tại tiếp diễn. Bởi vì á, thì hiện tại tiếp diễn chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Bởi vì trong chương trình tiếng Anh lớp 6 chúng ta cũng đã gặp. Và trong các video về ngữ pháp của mình ấy, mình cũng đã có nói với các bạn. Cho nên á, là chúng ta quá quen thuộc rồi thì mình sẽ không có giảng lại thì hiện tại tiếp diễn như nào. Chỉ có đến từng câu một thì thầy mới nói đến cụ thể vấn đề của nó. Rồi, bây giờ vô từng câu một mình sẽ nói cụ thể tại sao động từ đó phải như vậy các bạn ha. Rồi, chúng ta nhìn vô câu đầu tiên người ta làm cho ta rồi nè. Cái đoạn văn này. Bạn Bình bây giờ nè, các bạn nhớ cái dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn nha. Đó, nó có nhiều dấu hiệu. Đây là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Bây giờ bạn Bình đang ở trong canteen, nhưng đã có đang ở thì người ta không dùng hiện tại tiếp diễn cho cái việc đang ở các bạn nha. Người ta cũng có thể dùng hiện tại đơn cũng được. Mặc dù có cái now này, nhưng trong cái dạng ở ấy, một cái động từ ở đó thì người ta không có động từ to be nguyên mẫu này. Thì chúng ta hiện tại chúng ta cũng không thể dùng, không phải là không thể mà chúng ta không thể, có thể không dùng cũng được. Đó, không có thể không dùng thì hiện tại tiếp diễn cũng được các bạn nha. Đó, mà bởi vì nó là to be nguyên gốc này thì chúng ta cứ giữ đi thì là ở này được. Nhưng mà ví dụ nếu cái từ ở stay này á thì chúng ta có thể dùng hiện tại tiếp diễn, thì chúng ta dùng hiện tại tiếp diễn được. Còn nếu mà ở mà động từ to be á này á thì chúng ta nên giữ nguyên tốt hơn, không có chia thì tiếp diễn cho mình nha. Nhớ nha, hai cái này. Rồi, vậy thì cái này thì có thể tiếp diễn cũng được. Ok. Đó, ví dụ chỗ này nếu chúng ta dùng stay á thì Bình is staying, đúng không nào? Bình is staying now in a scooting. Được, ok. Nếu là stay. Còn nếu mà là động từ nguyên be này á thì giữ nguyên để là chia lại cho nó, chia lại cho với cái chủ ngữ đó thì được rồi nha các bạn ha. Chỗ này mình dừng, mình nói hơi lâu một xíu bởi vì nhiều bạn sẽ tại sao chỗ này có now mà sao thầy không viết tiếp diễn là không phải thế các bạn ha. Bởi vì liên quan đến cái động từ này. Ok. Rồi. À, bởi vì động này đây cũng là động từ ở mà chúng ta dùng tiếp diễn được nha. Còn đây cũng là ở nhưng chúng ta không dùng tiếp diễn được. Rồi. Anh ấy đang làm đó, liên quan tiếp diễn này, đó tiếp diễn này. Này, bây giờ này. Anh ấy đang làm một cuộc gọi điện thoại. Nói chứ đang làm cuộc gọi điện thoại thì không hay, mà là anh ấy đang gọi điện thoại cho một người bạn của anh ta tên là Dũng. Đó, bạn Bình đang gọi cho bạn Dũng. Rồi, như vậy là mình sẽ giúp các bạn hiểu cái đoạn văn này. Sau đó mình chia động từ tiếp diễn cho các bạn nha. Hiểu đoạn văn trước đã, rồi sau đó mình chia tiếp diễn cho các bạn. Chào Dũng. Đó, chào Dũng là bạn Bình gọi Dũng á. Chào Dũng, mình đang ngồi tại căng tin và mình đang gọi cho bạn để nói với bạn về cái thời khóa biểu của mình. Đó, cái thời khóa biểu này các bạn để ý nè. Đây, timetable. Timetable nó cũng giống với, nó ngang với schedules. Đó, schedules. Đó, nó bằng với cái từ này. Nhớ các bạn nha. Rồi, mình đang gọi cho bạn để nói về cái thời khóa biểu của mình. Bạn có thể nghe mình nói được không? Ở đây có rất nhiều tiếng ồn. Các bạn học sinh đang nói chuyện rất là ồn ào. Và họ đang cười và họ đang nói. Họ đang ăn và họ đang uống. Họ đang nghe nhạc. Và rất nhiều trong số họ đang đến và đang đi. Có vài người đến vài người đi á, đi vào đi ra canteen á. Nhưng một vài người thì đang ngồi một cách yên lặng, không có ồn ào. Và bạn có thể nghe được chứ, đúng không? Bạn vẫn đang nghe đấy chứ. Mình xin lỗi nhé, nhưng tiếng chuông của mà báo vào giờ học đang reo lên và mình sẽ rời đi bây giờ. Mình phải đến lớp của mình. Đó, như vậy là đang toàn bộ cái đoạn như vậy.
Vậy thì bây giờ mình giúp các bạn hiện chia nhá, chia thì tiếp diễn này. Đây, con này mà đi với này, cái chủ ngữ là ai thì hiện tại tiếp diễn phải là gì? I am. Đây đây mình viết ra này cho các bạn luôn để các bạn dễ. Đây câu A nè. I am calling. Đó. Các bạn nhìn đây. I am calling là vị trí câu A này. Đó, hiện tại tiếp diễn cho chủ ngữ là ai. Các bạn hình dung được chưa? Đó. Câu B này, hiện tại tiếp diễn đối với từ make. Đây, đây là đối với từ call nha, đối với từ make. Hiện tại tiếp diễn đối với số nhiều những học sinh. Đó, các bạn thấy chưa? Đối với số nhiều những học sinh và thì hiện tại tiếp diễn đối với từ make này là thành are making. Đó, các bạn nha. Bởi vì sao là are? Bởi vì đây là số nhiều, cho nên động từ to be của hiện tại tiếp diễn là phải là are. Bạn nào mà quên cái công thức của thì hiện tại tiếp diễn thì các bạn xem lại các cái video ngữ pháp của mình nha, trong có từ tiếp diễn, và các bạn ôn lại tiếng Anh lớp 6 cũng có. Đó, trong tiếng Anh lớp 6 của mình cũng có tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 có hết cho các bạn ha. Đó thì chủ ngữ cộng động từ to be cộng với động từ thêm in đó các bạn. To be ở hiện tại tiếp ở hiện tại thì có ba dạng: am, are và là gì? Am, are và is. Đó bạn nha. Is, is này, is này. Đó, ba dạng này thôi. Am là đi với ai, còn are là đi với we, you, they, vân vân, còn is là he, she, it, tèo tí đó, vân vân. Cái này thì thầy không giảng lại nữa các bạn ha. Rồi, đó là câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu C. Họ đang nói và họ đang cười và đang nói. Rồi, câu C và câu D không có gì khó cả. Đó, họ đang cười nè, đang cười nè, laughing, và đang nói nè, talking. Đó các bạn nha, laughing nè, laughing này và talking này, nhớ nha. Họ là số nhiều thì đương nhiên phải o rồi. Rồi, đó là hai câu C và D. Đến lượt câu E. Họ đang ăn và họ đang uống. Câu F luôn, câu E và câu F. Họ đang ăn, are eating và are drinking. Đó, are eating và are drinking. Và họ đang nghe nhạc à, và họ đang nghe nhạc. Câu G. Câu G, họ đang nghe nhạc, are listening này các bạn ha. Đó, bởi vì họ là đều là are đúng không? Đó, ok. Đây, đó, họ đang nghe nhạc. Nhiều người trong họ đang đến và đang rời đi. Đây, đang đến, đây, đang đến. Are coming và are leaving. Đó, are coming và are leaving. Đang đến và đang rời đi. Rồi, nhưng một vài người thì đang ngồi một cách yên lặng này. Đó, đang ngồi một cách yên lặng, are sitting. Các bạn nhìn kỹ đây, are sitting. Tại sao chỗ này phải nhân đôi chữ tờ? Thì nguyên tắc thêm in các bạn đã học được rồi đúng không nào? Thì trước nó là nguyên âm này. Đó, các bạn nhớ nguyên âm chưa? A, E, I, O, U đó các bạn. Ở ngoài đó. Đó, thì âm cuối cùng âm tơ này phải nhân đôi trước khi thêm in. Đó, are sitting, nhớ các bạn nha. Rồi, bạn có nghe mình không? Đây, are you listening? Đó, đây, are you listening? Are you listening các bạn nha. Đây là câu hỏi mà. Bạn có nghe mình không? Xin lỗi, tiếng chuông đang reo lên. Bạn nghe mình không? Are you listening? The bell is ringing. Đây, the bell is này, ringing này, ringing này. Bởi vì sao chỗ này là is? Bởi vì the bell là số ít hay số nhiều? Chắc chắn là số ít rồi, cho nên chỗ này phải là is đúng không bạn? Đó, is ringing. Rồi, tôi phải rời đi bao giờ? Đó, I am, tôi sẽ rời đi này. I am, tôi đang rời đi này. Đó, I am leaving now, bây giờ tôi đi. Và tôi phải về lớp của tôi, về lớp học của tôi đó. Tôi phải đi về lớp học của tôi. Đó là, nhớ là must, là phải go, là động từ nguyên mẫu của bạn nha. Must, phải nguyên mẫu lên. Rồi, như vậy là cái bài tập số 4 này chúng ta cũng đã được chia cái động từ ở thì hiện tại tiếp diễn này. Đó, bạn nào mà quên hiện tại tiếp diễn thì các bạn có thể hỏi và các bạn xem lại trong các video về tổng hợp kiến thức ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 của mình là có hết cho các bạn ha. Rồi thậm chí là trong quá trình các bạn học, quá trình các video của mình thì cũng có rải rác đâu đó cái thì hiện tại tiếp diễn mình nói rất nhiều rồi. Thì hy vọng các bạn cảm thấy các video của mình mà tốt cho các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn các bạn các video tiếp theo ở bài tập số 5, số 6, số 7 và các bài tập tiếp theo nữa. Chào các bạn nha.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh các bạn ha. Rồi.